Phi Nhung diện hoàng bào vương giả, nhà Phương gợi cảm bất ngờ. Ca sĩ Phi Nhung tuần qua gây ấn tượng với bộ hình mới trong chiếc hoàng bào vương giả. Nhà Phương lại khiến người hâm mộ thích thú khi diện thiết kế đầm đuôi cá, khoe tấm lưng ong ngọc ngà. Xuất hiện trong bộ hình mới ra mắt, Phi Nhung khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Trước thiết kế sang trọng cùng thần thái vương giả, nữ ca sĩ quý phái trong chiếc áo dài cách tân màu vàng hoàng yến với những chi tiết theo nội hình long phụng cầu kỳ trên nền vải gấm vàng son. Thiết kế với cổ tròn, tay rồng, dáng xòe được lấy cảm hứng từ chiếc hoàng bào của các bậc vua chúa. Cô khéo léo tạo điểm nhấn ấn tượng khi cài chiếc trâm cực đại lên mái tóc búi cao, càng tôn thêm vẻ đài cát sang trọng. Nhà Phương khoe vẻ đẹp tinh khôi, nữ tính trong thiết kế đầm đuôi cá màu xanh ngọc nữ. Những đường cắt sắc sảo với bộ ôm và khoảng xòe hợp lý giúp nữ diễn viên tôn được đường cong cơ thể. Chi tiết khoét lưng gợi cảm giúp cô khoe được tấm lưng ong ngọc ngà. Bên cạnh đó, sự tinh giản trong phụ kiện với chỉ duy nhất đôi khuyên tai ngọc trai là lựa chọn tinh tế khi vừa hợp tông cùng bộ đầm, vừa toát lên tinh thần sang trọng, quý phái cho người mặc. Hà Kiều Anh là một quý bà sang trọng và luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông. Hoa hậu lựa chọn thiết kế màu nêu nhưng không hề nhạt nhòa bởi những đường xoắn nếp ấn tượng, đặc biệt là những bộ hoa đậm chất thơ được điểm xuyết chính giữa vòng hai. Cô cũng tinh tế khi lựa chọn kính mắt gọng tròn và khuyên tai dây bạc, mang lại đường nét mềm mại và bay bổng. Ái Phương cuốn hút chiếc đầm xanh cổ V giúp cô khoe được vòng một đầy đặn, thiết kế với những được xếp nếp cùng chất liệu lụa mềm mại, tạo nên sự bay bổng, nữ tính cho người mặc. Sự hài hòa của màu sắc và màu tóc, màu son trầm của đôi môi, màu xanh của bộ đầm cùng màu vàng, ánh kim của đôi giày cao gót tạo nên một tổng thể bắt mắt và quyến rũ.